Mời các bạn xem tiếp phần cuối. Cảm ơn các bạn đã xem phim trên kênh Nguyễn Lam Trúc nha. Chúc các bạn xem phim vui vẻ nhé. Sao thế, lũ ngục đồng, hóa đá à, cho lũ bò tấn công đi. Xin lỗi, ngài Khan, chúng tôi đã sẵn sàng hy sinh vì ngài. Lũ bò đang hoảng loạn vì những mũi tên như cơn mưa của người Nga. Bảo vệ đàn bò và cho chúng lui lại. Hãy đưa các tù nhân Nga lên phía trước. Khoan, hãy khoan bắn tên. Trước khi quá muộn, đó là những người vợ và con cái của chúng ta. Hãy khoan bắn tên. Nhìn kìa, các bạn ơi, đó là dũng sĩ Ngút Lan. Bây giờ là kẻ thù sẽ phải chết. Bây giờ là kẻ thù sẽ phải chết. Tiếp cận và tấn công cho chúng biết tay. Xem tôi đã chém đôi người hắn này. Đưa những con bò bao vây quanh Ngút Lan. Hãy để hắn cho đàn bò dẫm đạp. Hãy để hắn cho đàn bò dẫm đạp. Xông vào đi, xông vào đi. Ngươi có tiếng gầm như hổ. Hãy gầm đi, gầm to hơn. Hãy gầm to lên đi, Channel Mo, hãy gầm to hơn với tất cả sức mạnh của ngươi, trước khi ta bóp cổ ngươi đến chết. Cảm ơn các bạn đã xem phim, like, chia sẻ và đăng ký kênh Nguyễn Lam Trúc nha. Chúc các bạn xem phim vui vẻ nhé. Dũng sĩ Ngút Lan là bất khả chiến bại, thật là một chiến binh dũng cảm. Thật xứng đáng cưới công chúa Ludmila làm vợ.
sống rồi. Ta đã có thể thấy đôi mắt mở ra. Ôi, Bút Lan. Con ta bây giờ được bình phục rồi. Bút Lan à, con đã cứu con gái ta. Con gái ta lại trở về làm vợ của con. Kẻ nào đã dám hại ta? Chính tôi đã làm. Bút Lan, xin anh hãy tha thứ cho tôi. Cầu xin đức vua tha thứ cho thần. Thần đã bị mụ phù thủy Nai Na phù phép, khiến thần làm điều xấu xa ấy. Thần chỉ muốn được cưới công chúa Ludmila. Cút đi, tên dối trá ghê tởm. Nhưng ta sẽ cho ngươi một ân huệ, ta trục xuất ngươi mãi mãi. Hãy ra khỏi lãnh thổ của đất nước này. Xéo đi ngay đồ hèn nhát. Trước khi nhà vua đổi ý, ta có thể sẽ đánh cho ngươi tan mỡ và ném ngươi vào một bể nước. Tên che nâu mo đáng sợ đâu rồi chàng? Không có bộ râu dài, sức mạnh của hắn ta đã hết. Hãy đặt mũ chuông lên đầu hắn. Chúng ta sẽ có thêm một tên hề nữa. Cảm ơn các bạn đã xem phim, like, chia sẻ và đăng ký kênh Nguyễn Lam Trúc nha. Chúc các bạn xem phim vui vẻ nhé. Nào mọi người, hãy mở tiệc và ca hát để chúc mừng cho chiến thắng của lẽ phải. Sau đó, trong cung điện của nhà vua đã tổ chức một bữa tiệc tuyệt vời cho tất cả mọi người dân. Một câu chuyện có thật của những ngày xa xưa, một truyền thuyết về những người anh hùng. Cảm ơn các bạn đã xem phim, like, chia sẻ và đăng ký kênh Nguyễn Lam Trúc nha. Hẹn gặp các bạn phim sau nhé. Bye, bye.